chương 31, mời chào Bạch Như Ngọc. Tần Lãng có thể không tâm tư đi quản một ngữ yên thời khắc này suy nghĩ trong lòng, hắn vốn là có chút tâm thần bất định. Bạch gia tại đỉnh phong hội nghị trước đó ra cái kia việc sự tình, Bạch Như Ngọc sẽ tới hay không tham gia đều là cái vấn đề. Hiện tại nhìn thấy một thân một mình đứng ở trong góc nhỏ Bạch Như Ngọc, chỗ nào nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này. Nhất thời thì nên đón tiếp lấy, cười nói, Bạch đại tiểu thư, thật có duyên a, à, lại gặp mặt. Bạch Như Ngọc cao mày, nhìn lại, lại là lúc đó đến trong nhà bái phỏng qua Tần Lãng, nhất thời gạt ra một vệt nụ cười, gật đầu ra hiệu, liền dời đi ánh mắt. Nàng căn bản cũng không có tâm tình tại cái này ôn chuyện, muội muội bị bắt cóc, tung tích không rõ, đến bây giờ đều vẫn không có tìm tới, cả cái gì manh mối đều không có, tâm lý tựa như là một đám lửa đắp lên ở nơi đó. Hoặc là tìm tới muội muội đem đoàn kia hỏa diễm dội tắt, hoặc là cũng là để đoàn kia hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, cuối cùng đem nàng cho đốt cháy thành một đống tro bụi. Đối Tần Lãng, nàng là ôm lòng hảo cảm, dù sao ngày đó dạ tiệc phía trên, Tần Lãng một phen khẳng khái nói thẳng, nói đến tâm khảm của nàng bên trong đi. Nhưng bây giờ, không có tìm được muội muội trước đó, nàng nửa điểm hắn tâm tư của hắn đều bốc lên không đứng dậy, đừng nói là cùng người ngoài, chính là chính mình công ty bên trong gần nhất phát sinh một ít chuyện, nàng đều không tâm tình đi quản hạt. Bạch đại tiểu thư, như thế một bộ vẻ u sầu thảm đạm dáng vẻ, chẳng lẽ là gặp việc khó gì? Không ngại nói ra để cho ta chia sẻ một chút. Tần Lãng dường như một chút đều không có cảm giác được Bạch Như Ngọc cái kia cách người ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng, còn hướng phía trước đụng đụng. Bạch Như Ngọc nhíu mày, Tần thiếu gia, không có ý tứ, gần nhất ta tâm tình không tốt lắm, có chuyện lần sau trò chuyện tiếp có thể chứ? tâm tình không tốt. Tần lãng hồ nghi nói, chẳng lẽ lại là bởi vì bạch thúc thúc hắn ở bên ngoài có con riêng sự tình, bạch đại tiểu thư biết được. Xoát. Bạch như ngọc quay đầu, nhìn chầm chầm tần lãng, trong mắt đẹp, mang theo chấn kinh. Xem ra hẳn không phải là. Tần lãng giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại hoặc là bạch thúc thúc hắn vì con riêng, bí mật dùng cái kia công ty cổ phiếu bộ hiện sự tình. Bạch đại tiểu thư phát hiện. Bạch như ngọc hoảng sợ không hiểu. Trận to trong mắt nhìn chằm chằm Tần Lãng, giống như là đối đãi một cái chưa từng thấy qua người xa lạ đồng dạng, ngươi đến cùng còn biết thứ gì?" Tần Lãng hai câu nói, trực tiếp đem trong nhà nàng Standan cho toàn bộ đều tiết lộ. Là Bạch Hiểu Thuần ở bên ngoài có hài tử, hơn nữa còn là một cái gần thành niên nam hài. Sau Bạch Tiểu Vân còn lớn hơn mấy tuổi. Đây là khái niệm gì? Đại biểu tại mẫu thân của nàng còn không có tạ thế trước đó, phụ thân liền đã ở bên ngoài có tướng tốt. Hiện tại càng là vì cái kia con riêng, bí mật, không đúng, phải nói là trắng trợn trong công ty bộ hiện, muốn cho cái kia con riêng lưu lại càng nhiều di sản. Những thứ này toàn bộ đều là các nàng bạch gia việt tư chính là liền bạch tiểu vân thậm chí cả một số công ty bên trong nguyên lão đều không thể nào biết được nếu không phải bạch như ngọc ngẫu nhiên phát hiện sợ là đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng đây cũng là vì cái gì bạch như ngọc trước kia bị phụ thân đối xử lạnh nhạt lúc không ngừng mà nỗ lực hăng hái hăm hở tiến lên muốn chứng minh cho phụ thân nhìn năng lực của mình đến bây giờ chỉ cần phụ thân nói chuyện nữ tử không bằng nam nàng liền sẽ trực tiếp tức giận nguyên nhân tất cả đều là cái kia con riêng cho bạch như ngọc thế giới xem mang đến hủy diệt tính đã kích ai có thể nghĩ đến tại giới kinh doanh lấy thành tính, có trách nhiệm tâm, bảo vệ thê nữ vì người ta gọi là, hơn 10 năm chưa từng tái giá phụ thân, sớm tại mẫu thân không có ly thế trước đó, thì đã có ngoại tình. Hiện tại càng là vì cái kia tiểu tam nhi tử, chuyển di trong nhà tư sản, chuyển di mẫu thân của nàng đã từng cũng có đa nghi huyết công ty tư sản. Ngươi làm sao lại biết những thứ này? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Như Ngọc khiếp sợ đồng thời, còn có sợ hãi, dường như chính mình hết thảy, đều đã bị nhìn xuyên. Nàng nhìn chầm chầm tần lãng, tràn đầy cảnh giác. Tần lãng nhún vai, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. bạch đại tiểu thư đừng sợ, ta biết kỳ thật rất ít. tỷ như lệnh muội bị bắt cóc sự tình, ta cũng là chiều hôm qua mới vừa vặn biết được buổi chiều muội muội bị bắt cóc sự tình. bạch như ngọc cũng là chờ đến buổi tối nhận được bọn cướp điện thoại, thế mới biết hiểu kết quả tần lãng bên này buổi chiều liền biết rồi. ngươi muốn làm gì? chớ làm tổn thương vân vân, chỉ cần không làm thương hại vân vân, yêu cầu gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. bạch như ngọc vô ý thức đem tần lãng trở thành kẻ cướp nếu không hắn làm sao lại biết muội muội bắt cóc thời gian là tại xế chiều so với nàng còn muốn sớm biết được tin tức trách không được gia hỏa này đối nàng bạch gia sự tình như lòng bàn tay nguyên lai là đã sớm mưu đồ đã lâu bạch đại tiểu thư có cần phải như thế chấn kinh sao ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi lệnh muội mất tích sự tình cùng ta không có chút quan hệ nào tần lãng cười khổ huống hồ trong lòng ngươi không phải đã đoán được bọn cướp là ai vì cái gì còn muốn đem cái này bồn nước bẩn hướng trên người của ta dội đâu hắn có thể không tin bạch như ngọc thông minh như vậy lanh lợi giới kinh doanh nữ cường nhân liền chút tiểu thủ đoạn này cũng nhìn không ra lại hoặc là nói nàng là cố ý không để cho mình hướng phương diện kia suy nghĩ tình nguyện chính mình giả bộ hồ đồ cũng không nguyện ý tiếp nhận hiện thực bạch như ngọc hít sâu một hơi tim trước chập trùng không chừng nàng cố gắng để cho mình tỉnh táo lại ngắm nhìn tần lãng ngươi biết nhiều như vậy không nên biết sự tình có phải hay không cũng biết vân vân bị giấu ở chỗ nào tần lãng gật đầu không chỉ có biết còn có thể cứu nàng đi ra ngươi muốn cái gì chỉ cần có thể đem vân vân cứu ra ta yêu cầu gì đều có thể đáp ứng ngươi. Bạch Như Ngọc gương mặt kiên nghị. Mặc kệ bọn cướp là Tần Lãng, cũng hoặc là là trong ốc nàng đã có ấn tượng, lại không muốn đi suy nghĩ nhiều người kia. Chỉ cần muội muội có thể bị cứu ra, nàng cái gì đều có thể nỗ lực. Tần Lãng không có chút nào dây dưa dài dòng, đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn ngươi người. Không giống nhau Bạch Như Ngọc phát tác, lại tiếp tục nghiêm nghị tiếp tục nói, Bạch gia công ty bên kia, cuối cùng chỉ là ngươi sản nghiệp của phụ thân, coi như ngươi lại cố gắng thế nào, lại thế nào đi chứng minh, cuối cùng cũng bù không được phụ thân ngươi khư khư cố chấp, như là phụ thân ngươi dự định đem công ty truyền cho ngươi lời nói, liền sẽ không một mực thật lâu không có ủy quyền. Càng thêm sẽ không ở dạng này ngàn cân treo sợi tóc, trắng trợn bắt đầu bộ hiện công ty bên trong cổ phiếu. Vì cái gì? Bởi vì hắn cảm thấy lấy nhi tử năng lực, không có khả năng đấu qua được ngươi, một khi hắn hai chân đạp một cái, có lẽ con của hắn tại cùng ngươi đoạt quyền bên trong, sẽ chút xu bạc không dư thừa. Cho nên dứt khoát trực tiếp bộ hiện, làm điểm vàng rồng bạc trắng lưu cho nhi tử. Đừng nhìn Bạch Như Ngọc nghiêm chỉnh một bộ yếu đuối nữ nhân bộ dáng, nhưng kỳ thực tại trên thương trường, tuyệt đối tính được là là một tên ngoan nhân, làm việc quả quyết, nhanh chóng quyết đoán, sau một số hình dáng cao lớn thô kệch nam nhân, đều muốn hung tàn. Chỉ bằng mượn phụ thân những năm này vì con riêng làm sự tình, Bạch Như Ngọc không nói sẽ tác động đến cái kia con riêng tánh mạng, thế nhưng con riêng muốn cầm tới Bạch gia một phân tiền, sợ là cũng khó như lên trời. Liền tần lãng một người ngoại nhân đều như thế hiểu rõ, huống chi là Bạch Như Ngọc cha ruột. Sớm đã bắt đầu vì chính mình sau khi chết sự tình bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Tần lãng nhìn lấy lâm vào suy nghĩ bên trong Bạch Như Ngọc, hướng dẫn từng bước nói, cho nên a, à, còn không bằng ngươi theo ta hợp tác, ta cam đoan có thể cho ngươi đầy đủ người không gian, để tài năng của ngươi đạt được đầy đủ phát huy. Đồng thời công ty bên trong hết thảy quyền lực, ta đều sẽ trao quyền cho cấp dưới, sẽ không lẫn vào ngươi làm ra hết thảy quyết định, trong công ty ngươi chính là độc đoán, không có người có thể ngổ nghịch quyết định của ngươi. Đến mức tiền lãi phương diện, cổ quyền, cũng có thể 64 hoặc là chia 5 năm sổ sách. Bạch Như Ngọc nhìn trước mắt chăm chú tầng lãng, phản phất như là đang nghe thiên thư đồng dạng, lại như là bị vẽ lên một cái bánh nướng, hồ nghi nói, trao quyền cho cấp dưới quyền lợi ngươi thì không sợ ta pha loãng cổ quyền, huyên tân đoạt chủ. Tần lãng nhún vai, đã lựa chọn tin tưởng ngươi, vậy ta thì sẽ không còn có bất kỳ chần chờ, nếu là thật sự phát sinh loại sự tình này, cũng là chính ta đáng đời, theo ngươi không có nửa điểm quan hệ, ta cho ngươi tuyệt đối tín nhiệm. Bạch Như Ngọc là ai, hắn lại quá là rõ ràng, tích thủy chi ân làm suối tuôn tương báo, lại hoặc là có thể nói, ngươi đối nàng một phần tốt, nàng tương lai liền sẽ dành cho gấp 10 lần, thậm chí cả gấp trăm lần hồi báo. Đối với như thế một cái yêu ghét rõ ràng khí vận chi nữ, tần lãng lại có cái gì tốt lo lắng. Viên Tân đoạt chủ, chiếm trước công ty vị trí chủ đạo. Không nói trước Bạch Như Ngọc tính cách sẽ không làm bực này vong ân phụ nghĩa sự tình, dù là liền xem như làm, lại có thể thế nào? Chỉ là một chỗ phía trên giới kinh doanh nữ tinh anh thôi, còn không có thành tựu tương lai thương nghiệp nữ vương đây. Có thể lật lên cái gì bọc nước sao? Đương nhiên, đây là trong lòng của hắn suy nghĩ, mặt ngoài khách sáo vẫn là cần giả bộ, cho nàng sung túc tín nhiệm. Sự kiện này ta cần muốn suy nghĩ một chút, chờ nhìn thấy vân vân thời điểm lại cho ngươi trả lời chắc chắn, có thể sao? Bạch Như Ngọc nổi lòng lo lắng, không có lập tức trả lời chắc chắn. Một phương diện tần lãng biết đến sự tình quá nhiều, làm nàng tắt lưỡi, một phương diện khác lại bị hắn cho cực độ tín nhiệm cho rung động đến, cảm thấy có chút không chân thực. Chương 32, Đại cơ duyên, lấy ra. Bạch đại tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, lệnh mùi bên kia an toàn có thể đạt được bảo hộ, có chút phỏng đoán có thể lớn mật một chút, dù sao trên thế giới này, sự tình gì cũng có thể phát sinh, đã thấy nhiều, tự nhiên cũng liền hiểu rõ. Tần lãng vỗ vỗ bạch như ngọc vai, nhẹ giọng an ủi. Hắn cũng không có đem lời nói cho làm rõ, mà chính là dẫn dắt đến Bạch Như Ngọc hướng phương diện kia suy nghĩ. Đã đều đã bắt đầu chiêu mộ, sao không ở thời điểm này, để Bạch gia vốn là có khe hở, lại biến đến lớn hơn một chút đâu? Bằng không, làm sao để Bạch Như Ngọc quyết định? Ngươi vì sao lại biết nhiều như vậy ta Bạch gia sự tình? Bạch Như Ngọc cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Lãng mặt không đỏ hơi thở không gấp, Bạch đại tiểu thư tại trên buôn bán thiên phú, làm cho người kinh diễm, ta có lòng muốn muốn cùng Bạch đại tiểu thư hợp tác, liền cố ý quan tâm kỹ càng một chút, không nghĩ tới trùng hợp đụng phải như thế một việc sự tình không phải bạch như ngọc tự ngạo nàng tại bạch thị tập đoàn cải cách bên trong làm ra một số quyết định biện pháp tại toàn bộ thiên hải thành phố cho dù là những cái kia lâu năm thương nghiệp cường nhân cũng không nhất định có thể so sánh nếu là tần lãng muốn muốn mời chào nàng loại này lấy cớ ngược lại cũng coi là giải thích đi qua nàng cũng không có lộ ra nhăn nhó nữ nhi tư thái có chút bức thiết nói ta muốn sớm một chút nhìn thấy vân vân có thể chứ sớm một ngày nhìn thấy nàng bình yên vô sự ta cũng có thể sớm một ngày làm ra quyết đoán tần lãng gật đầu có thể đương nhiên có thể Tối nay lệnh muội thì có thể cùng ngươi đoàn tụ. Bất quá, có một số việc nóng vội, Bạch đại tiểu thư ngươi như là theo chân, ngược lại là dễ dàng phạm sai lầm, ở chỗ này yên lặng chờ lấy là được. Nhìn lấy Bạch Như Ngọc bộ kia vội vàng bộ dáng, hắn không thể không mở miệng nhắc nhở, mang theo một cái lớn như vậy con vướng víu, nhiều vướng víu a. Ngay sau đó, hắn liền quay người rời đi hội trường, liền đến đây ra hỏi một ngữ yên đều không có phản ứng, thẳng đi ra cửa lớn. Tại mây bát chỗ ngồi phía sau, trực tiếp hao tốn 32 điểm thiên mệnh phản phá giá trị đem thể chất tăng lên tới 100. Hệ thống mặt bản. Nhân vật, Tần Lãng. Tuổi tác, 25. Thể chất, 100. Mị lực, 98. Thiên mệnh phản phái giá trị, 21.800. Kỹ năng, thân hòa LV8, quần thể thân hòa độ, 80. Cao cấp đàn piano kỹ xảo, cao cấp trà nghệ, cao cấp thư pháp. Thương thành, đang trong quá trình mở ra. Rút thưởng trung tâm, đang trong quá trình mở ra, mỗi lần rút thưởng tiêu hao thiên mệnh phản phái giá trị 100 hệ thống ba lô khâu a di chân dung một bản gió mát rút giấy một bạch nữ sĩ chân dung một bản chạy bằng điện chữa bệnh dụng cụ một tại thích ứng thể chất tăng vọt về sau tần lãng lạnh nhạt đối với quân tử nói đợi chút nữa để thủ tại người bên ngoài đều rút lui đem ta đưa tới đó là được rồi một bên khác bọn cướp nhóm căn cứ chỗ trong phòng rất thanh tịnh chỉ có bạch tiểu vân một người nàng thấp thỏm lo âu hai tay ôm lấy đầu gối co quắp tại góc phòng bên trong thịt đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trung lẫy bẫy nàng bị người bắt cóc, thậm chí tại vừa mới, những cái kia bọn cướp còn muốn khi dễ nàng. Thật đáng sợ. Nàng một mực là bạch gia tiểu công chúa, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, cái gì thời điểm, gặp được như vậy tình cảnh. Cả người giống như là bị nhét vào một chỗ tràn đầy xài lang hang sói bên trong đồng dạng, đối mặt với một đám lúc nào cũng có thể sẽ đem nàng cho nuốt xuống bụng đại ác lan. May mắn trước đó có một người mặc áo da màu đen nữ nhân tới, mặc dù không có thấy rõ ràng tướng mạo của nàng, nhưng là nữ nhân kia lại là đem miệng ba hoa bọn cướp cho quát lớn ở, còn hung ác mắng một phen, cái này mới không có để cho nàng bị băng phỉ khi dễ. Hoảng sợ. Sợ hãi. Quỷ khuất. Đủ loại tâm tình, tại Bạch Tiểu Vân trong lòng ngực ngưng tụ, càng nghĩ càng thấy đến khổ sở. Ngay tại Bạch Tiểu Vân càng bất lực vương thẳng mũi ngọc tinh xảo thúc thích thời điểm, cửa phòng bị người cho đẩy ra. Bạch Tiểu Vân tò mò ngẩng đầu đi xem, đã thấy đến một trương quen thuộc lại tuấn lãng khuôn mặt. Ca ca. Nàng cuống quyết đứng dậy, cả người lão đảo hướng về tầng lãng trong ngực đụng tới. Bạch Tiểu Vân ngập nước trong mắt to, tràn đầy ủy khuất, ca ca, đám kia bại hoại thật đáng sợ. Ngươi là tới cứu ta đúng hay không? Ngươi nhanh mang ta chạy đi có được hay không? Tần lãng cảm giác trước người giống như là đâm vào hai cái cỡ lớn bóng cao su phía trên một dạng, sinh ra phản chấn, tâm lý hoảng sợ đồng thời, ân cần đưa tay tại bạch tiểu vân trên đầu khẽ vuốt, đừng sợ, đã ta đều đã tới, liền sẽ không để ngươi có nửa điểm sơ xuất. Tần lãng vỗ vỗ bạch tiểu vân đầu, ôm nhu trấn an, đừng sợ, vô luận ngươi ở đâu, vô luận là ai, chỉ cần ca ca còn tại một ngày, thì tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ khi dễ ngươi đông bên trái cửa phòng bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đá văng ra hai cái lưng hùng vai gấu đại háng, trên cổ còn theo lên một đầu hắc long nhìn lấy không biết từ nơi nào chạm vào tới tầng lãng hùng hùng hổ hổ mẹ nhà hắn tiểu tử ngươi não tử có phải hay không tú đậu cứu cá nhân náo ra động tĩnh lớn như vậy sợ người khác không phát hiện được còn là làm sao giọt bạch tiểu vân nhìn qua cái kia hung ác hai tên tráng háng, tâm lý e ngại lập tức thì bay lên sợ nắm chặt tầng lãng góc áo ngập nước trong mắt to hòa hợp một tầng mịt mờ địa thủy sương mù sợ liền đem ánh mắt che lên một hồi thanh tịnh. Tần lãng sờ lấy bạch tiểu vân cái đầu nhỏ, tâm lý lại là cười nhạo. Không đem thanh âm làm cho lớn một chút, làm sao kinh động trong biệt thự bọn cướp. Không đem bọn này bọn cướp trước lấy, hắn làm sao tại bạch tiểu vân trước mặt trang bức. Hắn duỗi ra một đầu ngón tay, hướng về hai người ngoắc ngoắc, nhẹ nhàng thoải mái đồng thời, tràn đầy chọn mảnh. Thằng cờ hó, con mẹ nó ngươi chính mình muốn chết, trách không được người. Một tên tráng hắn bẻ bẻ cổ, khí thế hung hăng vọt lên, dơ lên cái kia có thể so với bạch tiểu vân cân xứng bắp đùi cánh tay, bay thẳng tần lãng sống mũi cái kia hung tàn tư thế dọa đến bạch tiểu vân lập tức hai tay bưng lấy mặt Răng rắc nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra thê thảm rống lên một tiếng tần lãng một cái tay nắm đại hán cánh tay nhất chuyển lắc một cái thoải mái mà đem khí lực cho dở xuống đồng thời hướng xuống kéo một phát đầu gối mãnh liệt hướng phía trên một đỉnh đụng vào chỗ khớp nối một cái rất tốt cánh tay nhất thời bị bẻ gãy chương 33, cơ trí một khoản quân tử ca a a a tay của ta tên khốn kiếp lão tử muốn mạng của ngươi đại hán thống khổ gào rú nhất chân thì hướng về tầng lãng đạp tới. Có thể tốc độ của hắn, làm sao có thể cùng thể chất 100 tầng lãng đánh đồng. Đồng dạng đá ra một chân, đụng vào nhau. Bịch một tiếng trầm đục, đại hán cả người đều theo mặt đất phi nhanh ra ngoài. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện, đại hán quần tây chỗ đầu gối, xuất hiện một chỗ nhô lên, đó là trực khớp xương hình thành bọc lớn, liền xương cốt đều bị bẻ gãy đụng sai chỗ. Cũng chính là có một cái quần bao lấy, bằng không hình ảnh, tuyệt đối huyết tinh vô cùng. Động tĩnh của nơi này, nhất thời đưa tới trong biệt thự tất cả bọn cướp chú ý không đúng, không thể xưng là bọn cướp, phải nói là đưa tới Hắc Long hội chú ý. Nơi này vốn là Hắc Long hội một cái cứ điểm, Bạch Tiểu Vân chỉ là bị tạm thời cầm tù ở chỗ này. Như ông vỡ tổ Hắc Long hội thành viên, đều vọt vào. Liếc nhìn lại, lại là không dưới hơn 10 vị, từng cái đều là hung hãn tay chân. Tiểu tử này có kỳ quặc, đều mang lên người. Một tên khác dẫn đầu xông tới tráng hán có chút da đầu tê dại nhìn qua ngất đi đồng bọn, trắng răng, cùng tiến lên, không thể để cho gia hỏa này đem Bạch Tiểu Vân mang đi. Đây chính là một số tiền lớn chỉ cần cầm tù đến thời gian, liền có thể cầm tới một số tiền lớn. Làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy nàng bị người bắt đi? Hơn 10 người tay chân, mắt long long hướng về tầng lãng tới gần, trong tay hoặc mang theo suý côn, hoặc dẫn theo hắc bối đại khảm đao, đều là một số trên đường thường dùng gia hỏa sự tình. Chỉ cần không loạn đến, không đánh chết người, nhưng muốn phế rơi một người, quá mức đơn giản. Nhưng lại tại loại này địch nhiều ta ít dưới cục diện, một màn quỷ dị phát sinh. Tầng lãng chẳng những không có đứng ở đằng kia chờ lấy tay chân tới gần, ngược lại còn chủ động nên đón tiếp lấy, một cái tay theo khoảng cách gần nhất tay chân chỗ ấy cầm một cái suý côn, cứ thế mà dùng cậy mạnh đoạt tới. Đồng thời khí lực quá lớn, đến mức tên kia tay chân đánh mất gia hỏa sự tình, còn hướng phía trước một trận lão đảo, trên óc chính bên trong một cái hung ác suý côn, sau đó trong mắt một phen, giống như là một cái chó chết một dạng, ngay sau đó bị đánh nằm trên đất. Các ngươi thật to gan. Liền ta người cũng dám bắt cốc, hôm nay ta tần lãng nếu là không để cho các ngươi căng căng trí nhớ, các ngươi còn thật không biết mình họ gì. Tần lãng mang theo một cái suối côn, giống như là sở bá vương một dạng, có vạn phu bất đương chi dũng tốc độ của hắn cực nhanh một khi súy côn rơi xuống liền lập tức có một tên tay chân cho chính bên trong trán lại hoặc là bả vai sụp đổ hôn mê ngã xuống đất một chân đá ra chính bên trong bụng dưới liền lại có một người trực tiếp bị đạp bay ra vòng vây khí lực của hắn quá lớn căn bản cũng không phải là bọn này tay chân có thể so sánh thế này sao lại là cái gì bọn cướp muốn khi dễ tần lãng rõ ràng cũng là tần lãng một người nắm lấy một đám bọn cướp tại ngược đãi a tại thê thảm tiếng kêu to bên trong bạch tiểu vân mắt to thông qua chuyển hướng ngón tay khe hở nhìn qua cái kia dũng mãnh vô địch tần lãng trong đầu bạch mã vương tử cùng dáng người hoàn toàn trùng hợp đến cùng một chỗ vốn là bị tần lãng nhan trị cho mê đảo bạch tiểu vân hiện tại lại tao ngộ hiện tại lần này tràn cảnh trong đầu nơi nào còn có nửa điểm hắn hắn ý thức toàn bộ đại não toàn bộ lồng ngực toàn bộ thân thể đều bị tần lãng một người bóng người cho hoàn toàn lấp đầy tràn đầy chúng ta đi tần lãng lôi kéo bạch tiểu vân yếu đuối không xương tay nhỏ thẳng theo cửa đi ra tại trên hành lang có cảng đường hắc long hội thành viên đánh tới tần lãng một gậy rơi xuống liền quật ngã một cái theo trong phòng kế lao ra tay chân một chân đá ra từ chỗ nào đến hướng nơi đó mà đi cả cái trong biệt thự hắc long hội thành viên dày đặc nơi này là một cái cứ điểm có thể nghĩ nhân số có bao nhiêu cho dù là đặc chủng binh cao thủ cùng một cấp bậc tới ở chỗ này cũng tuyệt đối là đầm rồng hang hổ cửu tử nhất sinh có thể tần lãng đi tại hành lang bên trong giống như nhà nhã tản bộ thảnh thơi tự đắc thể chất 100 là khái niệm gì chính thường nhân thể chất cũng là 12 bên 20 thể chất đã vượt xa bình thường, thì tương đương với hai người khí lực, điệp gia đến trên người một người. Một vị thể chất 20 nam nhân, nếu là đối mặt hai vị thể chất 10, là ngang tài ngang sức sao? Không. Là ngược sát. Thể chất gấp bội, thân thể tố chất các phương diện đều phải đến tăng lên gấp bội, thực lực đưa tới càng là chỉ số hình tăng trưởng, há là đồng dạng gấp hai nhân số liền có thể đi bù đắp. Chớ đừng nói chi là hiện tại tầng lãng, đối mặt bọn này tay chân, liền giống với là gặp một đám bi bô tập nói trẻ sơ sinh một dạng, một đám ô hợp, tiện tay có thể lấy bóc chết một đường thông suốt. Chờ đi tới biệt thự cửa chính, không có người nào ngăn cản. Sau lưng đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là tê liệt ngã xuống hắc long hội thành viên, kêu trên khắp nơi trên đất. Thì cái này, thì cái này. Thì cái này cũng xứng gọi là hung tàn bọn cướp. Tần lãng đem suý công nhét vào biệt thự phòng khách, lắc đầu, chẳng thèm ngó tới. Lôi kéo bên cạnh đã chóng mặt, đi bộ không nhìn về phía trước, chỉ si ngốc theo dõi hắn bên mặt tiểu hoa si, thẳng rời đi cái này cứ điểm. Thẳng đến đi ra một khoảng cách, đi tới bên lề đường, mới lên chờ đã lâu mây bác chỗ ngồi phía sau hắn nhìn qua cái kia đèn đuốc sáng trên biệt thự tâm lý bắt đầu chờ mong lên diệt một cái hắc long hội cứ điểm dựa theo hắc long hội tính tình sợ là không thể nào từ bỏ ý đồ a lại nói hắn vừa rồi biểu hiện như vậy phách lối còn nhiều lần đem tên của mình báo đi ra nhìn cái kia trong biệt thự còn có camera thông qua đủ loại dấu hiệu đều có thể tìm tới hắn cừu cửu nhi ha ha xem ra cái này nữ chính căn bản cũng không cần hắn đi tìm ngược lại là đối phương sẽ chủ động tìm tới cửa thoải mái tâm tình vui vẻ đồng thời Tần lãng cảm giác được ngồi tại bên cạnh mình bạch tiểu vân tại lôi kéo chính mình, theo bản năng quay đầu, lại là một trương tinh xảo khuôn mặt bu lại, cái kia miệng nhỏ đỏ hồng, không cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ chỗ trống in lên môi của hắn. Bạch tiểu vân đã si mê, toàn bộ não hải, toàn bộ lồng ngực đều bị tần lãng hôm nay cử động cho lấp đầy, tràn ngập tràn đầy. nàng nhận định, tần lãng chính là nàng bạch mã vương tử, nàng nguyện ý làm tần lãng cả đời tiểu hoa si, chỉ một mình hắn tiểu hoa si. Bờ môi kia đụng vào cảm giác ngọc liềm, giống như là kẹo bông gòn một dạng làm cho người mê muội bỏ không được tách ra qua rất lâu lạng quạng bạch tiểu vân mới chậm rãi cúi đầu đem đầu chôn ở tầng lãng trong ngực ôm lấy phần eo của hắn thấp giọng nói mớ ca ca chờ người ta về sau trưởng thành liền nói cho ngươi làm vợ có được hay không hạ cấp tài xế lúc này biết lái miệng khuyên can chỗ ngồi phía sau nịp dây an toàn đường ngàn vạn đầu an toàn để nhất đầu cao cấp tài xế giờ phút này đã yên lặng đem kính chiếu hậu cho chuyển dời vị trí đồng thời yên lặng mở ra thư giãn xe hơi âm nhạc hắn chính là ngươi tân lang từ nay về sau hắn cũng là ngươi, cả đời bạn. Chương 34, không thoải mái một ngữ yên. Bạch Tiểu Vân chưa từng có nghe qua bài hát này, lão muốn chết, không phải nàng cái niên đại này âm nhạc. Đồng thời, cũng không phải nàng ưa thích loại hình. Có thể, nghe âm nhạc sợ nhất cũng là hoàn cảnh. Tại lúc này hoàn cảnh như vậy dưới, Bạch Tiểu Vân vừa mới nói ra cái kia phiên muốn làm tần lãng tiểu tức phụ lời thề, lại lại nghe được cái này âm nhạc bên trong lời bài hát, bị xúc động mạnh. Ca ca, từ nay về sau, ta cả đời đều bồi bạn ngươi có được hay không? Bạch Tiểu Vân ôm lấy tầng lãng, mềm nút nít sữa âm, giống như là ngọt đến trong tâm khảm đi. Cái này muốn là đổi lại nam nhân khác, sợ là giờ phút này, đã sớm bị tuôn ra cấp trên nhiệt huyết cho làm choáng váng đầu óc, sự tình gì đều có thể làm được. Liền xem như tần lãng, cảm giác cũng không phải rất thích hợp, trong lòng không ngừng mà cảnh cáo chính mình, nàng còn nhỏ, Bạch Tiểu Vân vẫn còn con nít A. À. Thế nhưng là cuối đầu cái kia nhếch lên, hai cái cỡ lớn bóng cao su đập vào mi mắt, lại là tại phủ quyết hắn tự mình ám chỉ. Không nhỏ. Thật không nhỏ á. Thật tốt lái xe của ngươi, trở về tần lãng kềm chế lửa giận trong lòng hướng về phía quân tử tức giận thúc giục một tiếng quân tử vội vàng ồ một tiếng đạp một cước chân ga mây bát nhất thời nhất lên tốc độ tần lãng chỉ là nhẹ nhàng ôm trong ngực bạch tiểu vân không có quá nhiều ngôn ngữ thỉnh thoảng bởi vì không cẩn thận mu bàn tay trong lòng bàn tay sẽ ở hắn trên đùi đụng hai lần đây là chuyện rất bình thường không tính quá phận huống hồ bạch tiểu vân vừa mới một đường đi tới lại mặc lấy đáng yêu màu hồng váy khó tránh khỏi sẽ có chút nếp uống giúp đỡ lấy tay đem trên mông váy vuốt một vuốt lại thuận tiện mò vài cái nhìn một cái có hay không chỗ nào bị băng phỉ làm bị thương, cái này cũng không quá đáng a. À. Mức tiêu hao này tâm thần cử động, tần lãng bản không muốn đi làm. Chỉ là nhìn qua Bạch Tiểu Vân cái kia khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại ngắm nhìn hắn bộ kia tràn đầy cảm động bộ dáng, tâm lý cảm khái không thôi. Làm cũng liền làm, ai bảo Bạch Tiểu Vân biết rõ, đồng, ân, mặt, đồ, cự, báo, vú, đâu. Thiên Hải thành phố, một liên hợp biệt thự bên ngoài, một mực lôi kéo tần lãng tay cầm Bạch Tiểu Vân, tại nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Bạch Như Ngọc lúc, mê luyến mắt to khôi phục thần sắc, bên trong pha trộn ra một tầng mịt mờ địa thủy sương mù. Nện bước hai đầu bọc lấy màu trắng tất chân bắp chân, vội vàng chạy tới, tới cái dẫn bóng đụng người. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha, đám kia đại bại hoại thật đáng sợ. Ô ô ô. Bạch Tiểu Vân tại tỷ tỷ trong ngực, tùy ý làm nũng, nói tâm lý bị khuất. Bạch Như Ngọc đau lòng ôm muội muội, một bên vuốt ve đầu nhỏ của nàng, một bên nhẹ giọng trấn an, không sao, không có chuyện gì, đừng sợ, tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ sẽ không bao giờ lại để ngươi bị thương tổn. Ba ba biết ta bị ca ca cứu ra sao? Bạch Tiểu Vân ngẩng đầu, có chút không kịp chờ đợi muốn đem cái này tin tức nói cho Bạch Hiểu Thuần. Bạch Như Ngọc ánh mắt hơi hơi ngừng tạm, cười nói, biết, đều đã đã trễ thế như vậy, vân vân ngay ở chỗ này nghỉ ngơi tốt không tốt. Không về nhà. Chỗ này liên hợp biệt thự là Bạch Như Ngọc tư nhân bất động sản, ngày bình thường rất ít tới nơi này ở lại, nhưng nếu là gặp cùng phụ thân kịch liệt cải lộn tình huống, liền sẽ hờn dỗi một người tới. Nàng tạm thời cũng không muốn để muội muội trở lại cái nhà kia. Đã thay đổi vị, không phải như vậy an toàn, cũng không biết sẽ lại chuyện gì phát sinh. Cái kia, ca ca tối nay sẽ ở cùng nhau xuống tới sao? Bạch Tiểu Vân quay đầu, nhìn qua đứng ở phía sau cách đó không xa tầng lãng, gương mặt đỏ bừng. Bạch Như Ngọc tâm lý thở dài một hơi, nàng biết mình mùi mùi tính tình, nhưng tầng lãng người này giống như là bao khỏa tại trong sương mù một dạng, quá thần bí, luôn cảm thấy gần gũi quá, ngược lại là có gì không ổn. Huống hồ, tuổi tác phương diện cũng chênh lệch hơi lớn. Nàng lôi kéo muội muội tay nhỏ, đi đến tầng lãng trước mặt, cảm kích nói, "Tần thiếu gia, chuyện đêm nay may mắn mà có ngươi xuất thủ, ta ở chỗ này hướng ngươi biểu thị chân thật nhất cảm tạ. Chờ đoạn này thời gian trôi qua, chúng ta bàn lại những chuyện khác, có thể sao? Tần lãng cười gật đầu, đương nhiên có thể, cũng không nóng nảy cái này nhất thời nửa khắc, thật vất vả đem vân vân theo cái kia đầm rồng hang hổ bên trong cứu ra, các ngươi hai tỷ muội đoàn tụ mới là trọng yếu nhất, ta sẽ không quấy rầy. Bạch Như Ngọc làm người thành tính phương diện, vẫn là đáng tin cậy. Huống hồ, hắn đều đã đem Bạch Tiểu Vân bị bắt cóc sự tình cho chỉ ra, còn kém trực tiếp sáng tỏ nói ra. Chỉ cần không phải ngu ngốc, sợ là cũng có thể căn cứ dấu vết để lại thẩm tra đến chút gì đi ra. Cho bạch như ngọc một chút thời gian, càng là đến biết rõ chân tướng sự tình, mới càng sẽ đem cái kia vốn là có khe hở vô hạn phóng đại đến mức sau cùng quyết liệt. Kaka, ca ca, đừng đi. Bạch tiểu vân nhìn thấy quay người rời đi tầng lãng, nhất thời tránh thoát bạch như ngọc tay cầm đuổi theo, từ phía sau ôm lấy phần eo của hắn, đầu dán vào. Kaka ca ca đừng đi có được hay không? Tần lãng cảm giác bị hai cái bóng cao su đụng vào, khóe miệng giật một cái, đưa tay đem khóa lại chính mình hai cái tay nhỏ cho kéo ra, xoay người không thể không phát hành dẫn bóng đụng người thẻ vàng. Ngay trước Bạch Như Ngọc trước mặt, có một số việc vẫn là cần lẫn tránh một chút. Hắn sờ lấy Bạch Tiểu Vân đầu, cưng chiều cười nói, "Vân Vân ngoan, cùng tỷ tỷ đợi cùng một chỗ, về sau gặp phải khó khăn gì, có chuyện gì không vui, đều có thể tìm ca ca, có được hay không?" "Tốt." Bạch Tiểu Vân hiểu chuyện địa gật gật cái đầu nhỏ, vẫn còn có chút không bỏ được nắm chặt tầng lãng ấm áp bàn tay lớn, trong miệng nỉ non, "Ca ca." Qua rất lâu, mới tại Bạch Như Ngọc tiếng an ủi phía dưới buông ra tay nhỏ cẩn thận mỗi bước đi tại bạch như ngọc chỉ huy dưới đi vào liên hợp biệt thự cho đến cửa lớn bị đóng lại đinh nội dung cốt truyện phát sinh cải biến chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị năm nghìn đinh Ký vận chi tử diệp phong khí vận điểm xuống hàng 500, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị năm nghìn nghe bên tai không ngừng truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh tần lãng một mặt thỏa mãn quay đầu mới ra liên hợp biệt thự tiền viện liền thấy được tựa tại đầu tường cái kia giống như cười mà không phải cười một ngữ yên ông lấy cánh tay ở nơi đó nhìn hắn chằm chằm thế nào liền đỉnh phong hội nghị đều nửa đường thối lui ra khỏi chạy đến tìm người ta bạch như ngọc kết quả bị người cho trận ở ngoài cửa một ngữ yên là ai tuy nói gia đình bối cảnh so ra kém tầng lãng nhưng cho dù là tại yến kinh thời điểm nhìn trộm người cũng là thành đống xuất hiện nếu là không có cùng tầng lãng cái kia phần hôn ước sợ là người theo đuổi đều có thể theo quảng trường xếp tới đại hưng phi trường người nam nhân nào nhìn thấy nàng không phải vẻ mặt vui cười đối đãi cái gì thời điểm gặp được giống như là tầng lãng loại tình huống này. Tại đỉnh phong hội nghị phía trên đáp lời, lại bị không để ý đến, cũng không quay đầu lại thì đi ra ngoài. Giống như thì một chút đều không để ý một dạng. Về sau Bạch Như Ngọc càng là ngay sau đó rời đi, lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng cũng cùng đi qua. Ngược lại là muốn nhìn một chút tầng lãng đến cùng có chuyện gì muốn làm. Mới sẽ như thế liều lĩnh, liền nàng đều chẳng muốn đi phản ứng. Không nghĩ tới lại là gặp được tầng lãng đêm hôm khuya khoắt đến nhà, bị cự tuyệt ở ngoài cửa cục diện, nhất thời nhịn không được châm chọc lên chương 35, xé nát một ngữ yên hộ thân phù. Tần lãng một cái liếc mắt hạt châu quan tới, Lưu Hoàng thúc ba lần đến mời nghe nói qua không? Ta không chỉ có buổi tối hôm nay đến, buổi tối ngày mai đến, tối ngày mốt ta còn tới. Liên quan gì đến ngươi? Theo dõi người chơi rất vui sao? Một ngữ yên mặt lạnh lấy, chẳng lẽ bạn gái liền ngươi chỗ đều không thể biết sao? Ngươi ở bên ngoài làm ẩu, ta không thể quản, liền hỏi cũng không thể hỏi. Từng. Tần lãng lông mày nhíu lại. Này chỗ nào giống như là đến châm chọc khiêu khích rõ ràng tựa như là chính cung đến bắt tiểu tam gia đình, luân, ý bộ phim A. Khá lắm, một ngữ yên đây là phía trên A. Hắn tạm thời không muốn đối với việc này mặc cố ý chọc giận nàng, chững chạc đàng hoàng mà nói, ta tìm đến Bạch Như Ngọc là có chính sự, mới mở công ty bên trong cần một cái chánh thức có thế người quản sự, nàng rất thích hợp. Lại mở công ty. Là lần trước tần gia đưa cho ngươi cái kia bút 10 ức tài chính khởi động bị tiêu hết, lại mượn cớ muốn gạt tiền đúng không? Một ngữ yên dường như xem thấu hết thảy. Cũng không phải nàng tự cho là đúng, mà lúc trước tần lãng, hoàn toàn chính xác chính là cái này đức hạnh nàng nhẹ hừ một tiếng thiếu người ngươi sẽ không đi thị trường nhân tài phía trên đi tìm còn tới tìm bạch như ngọc đầu óc ngươi có phải hay không để cửa cho kẹp bạch như ngọc dù nói thế nào cũng là bạch gia đại tiểu thư to lớn bạch gia tập đoàn đều trưởng không quản được còn có cái kia nhàn hạ thoải mái giúp ngươi làm việc trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ lần này ta là chăm chú tần lãng tiến lên một bước đưa tay chống đỡ vách tường đem so với chính mình thấp một cái đầu một ngữ yên cho che tại dưới thân tới cái ép tường trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc một ngữ yên tâm lý có chút bối rối hai cánh tay đến tại tầng lãng trước ngực muốn đem hắn cho đẩy ra có thể bất kể thế nào dùng lực áp ở trước mặt mình tầng lãng cũng là không nhúc nhích tí nào nàng cắn răng ngươi nghiêm túc không chăm chú có quan hệ gì với ta ngươi cho rằng làm ăn thật sự có đơn giản như vậy sao coi như tầng lãng trước kia là cố ý giả bộ như công tử bột bộ dáng có thể nghĩ muốn học xấu đơn giản muốn phải học giỏi lại không phải dễ dàng như vậy muốn làm ở công ty dễ dàng như vậy thành công khắp nơi đều có đại lão bản cái kia công ty bên trong lãnh đạo trên công trường lao động phổ thông từ đâu mà đến tần lãng giải khai tay trang nút thắt tay y nguyên cản ở nơi đó một ngữ yên có chút nóng nảy ngươi muốn làm gì tần lãng ta nói cho ngươi nếu là không có đi qua đồng ý của ta ngươi dám làm loạn có tin ta hay không cắn chết ngươi nàng ông lấy tần lãng cánh tay cái miệng nhỏ nhắn đã đặt ở trên cổ tay của hắn mặt một khi tình huống không thích hợp lập tức mở cắn sau đó chạy trốn tần lãng sột sột soạt soạt, soạt từ trong ngực móc ra một tấm dược phương một mặt chính trực biểu lộ ngươi có thể hay không một chút đừng hướng những phương diện kia đi nghĩ lung tung trong đầu suốt ngày chứa cái gì đồ đâu một chút đều không thuần khiết tần lãng ta liều mạng với ngươi một ngữ yên trong lòng xấu hổ giận dữ không thôi ngẩng đầu liền hướng về tần lãng phía dưới ba đường chào hỏi đi qua có thể thực lực của nàng làm sao có thể tại tần lãng trước mặt thể hiện chỉ hai cái hội hợp đầu gối phía dưới cũng đã bị tần lãng tần lãng cho chống đỡ khống chế cực kỳ chặt chẽ động một cái cũng không thể động bỗng nhưng một ngữ yên giống như là nằm tại trên bàn giải phẫu ít xanh chỉ bất quá cho đổi một vị trí đem bàn giải phẫu nếu đổi lại là vách tường theo nằm biến thành chân không rơi xuống đất bị chống đỡ tại trong giữa không trung thả ta ra ngươi thả ta ra một ngữ yên yêu kiều nhìn lấy hiện nay tư thế chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều vọc tới đỉnh đầu toàn bộ tuyệt khuôn mặt đẹp đều bị nín đến đỏ bừng một chút nàng phẫn nộ nàng quát lớn nàng cơ hồ sụp đổ có thể tần lãng mắt biết tai ngơ đem một tờ giấy bỏ vào trước mặt của nàng một ngữ yên cố nén xấu hổ hốt hoảng hỏi đây là cái gì một cái làm đẹp dược phương ngươi công ty không phải chủ doanh làm đẹp sản phẩm sao tần lãng giải thích nói hắn bây giờ còn chưa có tâm tư đi quản cái này mỹ nhan hoàng không có lớn như vậy tinh lực một ngữ y ngược lại là cái này một khối người trong nghề giao cho nàng đi làm đã có con đường lại có sinh sản tuyến bạch chơi không thơm sao một ngữ yên chỉ là nhìn thoáng qua liền kịp mũi coi thường chê cười cái này là người nào cho ngươi dược phương coi là ở trên đây tùy ý tăng thêm mấy vị dược liệu đắt giá liền có thể xem như làm đẹp sản phẩm muốn là sản phẩm cách điều chế thật đơn giản như vậy sao còn muốn phát triển nghiên cứu đoàn đội làm gì ngươi cái này đại ngốc tử, bị người lừa cũng không biết. Còn muốn bằng vào cái này một tấm dược phương đi mở công ty. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Còn có. Thả ta xuống. Đầu gối ổ bị ngươi đến lấy quá đau. Tần lãng cúi đầu nhìn thoáng qua, đổi một thân bao mông váy một ngữ yên, cái kia hai cái trắng, dính, trên bàn chân mới, đầu gối ổ vị trí có chút phát hồng, cái này mới chậm rãi đem để xuống. Hắn nghiêm nghị nói, ngươi không cần phải để ý đến ta có phải hay không bị người lừa gạt, dược phương ngay ở chỗ này, ngươi có thể cầm lấy đi làm thí nghiệm. Bất quá, phải chú ý là cái này mỹ nhan hoàng dược hiệu cực kỳ mãnh liệt không đề nghị ngươi dựa theo phương diện này cách điều chế trực tiếp đi nghiên cứu chế tạo tốt nhất pha loãng cái gấp mấy chục lần hắn lấy ra dược phương dĩ nhiên không phải từ đầu chí cuối trích dẫn hệ thống trong ba lô cái kia một phần mà chính là đi qua chính mình pha loãng qua gấp trăm lần muốn là dựa theo phía trên này dược phương phối trí đi ra mỹ nhan hoàng không đến mức xuất hiện sẽ để cho thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn tình huống nhưng so với làm đẹp sản phẩm tới nói vẫn còn có chút quá bá đạo cụ thể làm sao đi sản thủy cái kia liền cần một ngữ yên cái này người trong nghề đi pha chế rượu. Đây không phải hắn chuyên nghiệp, cũng không muốn tại sự kiện này phía trên lãng phí thời gian. Một ngữ yên cầm lấy dược phương, mi đầu cau lại, ngươi là tại nói thật chứ. Mở công ty, còn có chiêu mộ bạch như ngọc sự tình, đều là chăm chú. Nàng vốn cho rằng tần lãng đêm hôm khuya khoác chạy tới nơi này, là vì săn, diễm, lại không nghĩ đến, giống như thật chính là mình hiểu lầm. Là thật là giả, có trọng yếu như vậy sao? Ngươi một mực dựa theo ta nói đi làm chính là, còn lại cũng không cần đi quản. Tần lãng chỉnh lý sửa sang lại góc áo. Còn có, ngươi không nên quên, chúng ta người yêu quan hệ chỉ là khế ước tại duy trì, khế ước một khi hết hiệu lực, chúng ta quan hệ đến đây chấm dứt, theo dõi sự tình, về sau cũng không cần lại xuất hiện. Trận này yêu đương trò chơi, không thể nghi ngờ là một ngữ yên đã phía trên. Nhưng ở nửa thật nửa giả, có lẽ là một ngữ yên cố ý đi quên tình huống dưới, hắn vẫn là không thể không chủ động nhắc nhở, điểm phá cái kia một phần tưởng tượng. Giống thật mà là giả, cũng thật cũng là giả. Làm một ngữ yên rơi vào đi thời điểm, Tần Lãng đưa tay cho nàng một cái miệng rộng con, đem nàng cho đánh thức. Muốn giả bộ hồ đồ, sau này còn lấy khế ước vì lấy cớ, muốn muốn tiếp tục thanh cao, kiêu ngạo. Không. Tần Lãng làm sao có thể cho phép một ngữ yên lại tiếp tục lấy như thế một bộ tư thái ra hiện ở trước mặt của hắn. Trước kia khế ước tại một ngữ yên trong mắt cũng là một phần trói buộc, nhưng bây giờ, cái này một phần khế ước ngược lại tựa như là một ngữ yên cố ý giả ngu một cái bảo hộ phù. Tần Lãng nhất định phải đem xé nát. Ngực phu nhất thời thoải mái, truy phu lò hỏa táng cũng không phải khoảng chừng tâm lý đi suy nghĩ một chút. Chương 36, trước bao một tháng đi. Một ngữ yên rời đi, sắc mặt cứng nhắc, cũng không quay đầu lại. Cái kia một bộ đối xử lạnh nhạt, khiến người ta gặp được, đều cảm thấy là thiếu nàng mấy trăm vạn không trả một dạng. Nhớ đến làm thí nghiệm A, à, công ty của ta còn phải dựa vào cái này dược phương đến kiếm lấy món tiền đầu tiên đâu. Tần lãng theo đằng sau kích thích một câu. Oanh! Đáp lại hắn là màu trắng đuôi xe khí, BMW nhất kỵ tuyệt trần, tại trong tiếng nổ vang, phi nhanh ra ngoài. Chờ BMW tại mã cuối đường biến mất, quân tử mới lúng túng theo trong góc đi ra, cười hắc hắc nói, thiếu gia, xin lỗi a, à, thật sự là không nghĩ tới, một tổng giám đốc vậy mà lại làm ra theo dõi người loại này hoạt động, qua loa, là ta qua loa. Theo ngươi không có quan hệ. Tần Lãng khoát tay áo, mấy ngày nay biểu hiện rất tốt, phân phó chuyện của ngươi, làm đều thẳng thỏa đáng. Tối nay đem ngươi những huynh đệ kêu hô hào cùng một chỗ, đi tiêm chỉ liên hội sở tiêu sái tiêu sái. Hoắc. Vừa nghe đến tiêm chỉ liên ba chữ, quân tử trong mắt thì phát sáng lên vốn là hắn hiếu kỳ lấy thiếu gia là làm sao theo hắc long hội cứ điểm bên trong đem người cho cứu ra đang định hỏi một chút nhưng bây giờ nửa đường bị tần lãng đột nhiên quyết định đánh cái gốc trạ còn hỏi cái rắm a đi tim chỉ liên quan trọng a nửa giờ sau nhựa đường trên đường cái một đầu thật dài xe sang trọng đội xe như hàng dài đồng dạng chậm rãi tại tim chỉ liên hội sở trước cửa dừng lại người qua đường ào ào ngừng chân nhìn lấy cái này hào hoa một màn nam lặng yên nữ thích không nói trước cái kia một chiếc xe bản dài bản mây bác chỉ là mười mấy chiếc mercedes amg cũng đã giá trị vượt qua 3.000 vạn. Đến cùng là ai? Đến cái hội sở, lại có lớn như vậy phô trương. Chẳng lẽ là cái kia lên sàn tập đoàn chủ tịch đích thân tới? Không phải bọn hắn không muốn đoán là vị nào phú nhị đại, quả thực là cái này phô trương, quá rung động, căn bản cũng không giống như là phú nhị đại tiểu đã tiểu nháo. Mặc lấy màu đen tây trang quân tử xuống xe, đi đến phía sau, đem cửa xe mở ra, cung kính không người xuống, thiếu gia, chúng ta đến. Tần lãng lúc này mới chậm rãi đi ra. Cái kia khuôn mặt xuất hiện trong tích tắc, người qua đường, bao quát tim chỉ liên hội sở tiếp khách cùng chạy ra đến quan sát kỹ thuật viên, nguyên một đám trong mắt đều phát sáng lên. trời ạ, à! rất đẹp a, à, đây rốt cuộc là vị nào công tử ca a? vậy mà dài đến đẹp trai như vậy, còn có như thế hào hoa đội xe. hắn đối với ta cười, phải chết phải chết, hắn đợi chút nữa có thể hay không muốn chút ta à? muốn là hắn cần đặc biệt, khác biệt, phục vụ làm sao bây giờ? ta lại đáp ứng đâu, vẫn là chủ động nói với hắn a. À. quá hào khí đi, mười mấy chiếc xe sang trọng hơn 40 vị bảo tiêu, còn trẻ như vậy. Ta tối nay hóa chính là đồ trang sức trang nhã A, không nên không nên, ta phải trở về bổ cái trang. Tại trong tiếng than thở kinh ngạc, hai tên bảo tiêu mở đường dưới, tần lãng đi vào đường hoàng tiêm chỉ liên đại sảnh. Một thân áo dài quản lý đại sảnh vội vàng chủ động tiến lên đón, khách khách khí khí nói, khách quý ngài khỏe chứ, ta là tim chỉ liên hội sở quản lý đại sảnh, không biết có hay không cái này vinh hạnh, có thể phục vụ cho ngươi. Có thế ở cái này ngợp trong vàng son địa phương làm quản lý, từng cái đều là am hiểu sâu đạo làm người nhìn thấy tần lãng trong tích tắc không nói trước cái kia đen nghịch một mảnh bảo tiêu chỉ là một bộ này nội liễm đại khí âu phục cùng hơn người một bậc khí chất cũng đã đem nàng cho chấn nhiếp rồi chủ động đem vị trí của mình trưng bày rất thấp cơ hồ là lấy hèn mọn ngữ khí hỏi ra lời tần lãng hiếu kỳ nói đều có cái gì phục vụ a à? quản lý đại sảnh thuộc như lòng bàn tay giống như khách quý ngài khỏe chứ chúng ta tiêm chỉ liên tổng cộng có 5 tầng lầu hai là tắm rửa tràn sở có dưỡng sinh suối nước nóng tắm rửa cũng có cộng đồng khu vực hồ tắm lớn lầu ba là phòng chờ có các loại quà vặt tự giúp mình cùng hoa quả và các món nguội, còn có một cái trung tâm giải trí. Lầu 4 là xoa bóp khu phục vụ, có các cấp bậc kỹ thuật viên có thể vì ngài phục vụ. Lầu 5 thì là khu nghỉ ngơi, đều là căn phòng độc lập, cũng có một người suối nước nóng tắm rửa phục vụ. Tần lãng gật đầu, lầu 5 giá bao nhiêu tiền? Quản lý đại sảnh cười cười xấu hổ, khác biệt phục vụ, giá tiền cũng khác biệt. Tần lãng nhíu mày, ta là hỏi lầu 5 đặt bao hết giá bao nhiêu tiền? A, à, quản lý đại sảnh giật nảy mình, nhưng nhìn lấy tần lãng tư thế, cũng không dám đường đột, vội vàng nói, một buổi tối cần 60 vạn. Nàng còn thật chưa từng gặp qua bao lầu năm tràng tử, giá tiền tự nhiên cũng không có cái ít giá, nói ra 60 vạn một buổi tối giá tiền, hoàn toàn là dựa theo lầu năm cao nhất ngày mức tiêu thụ quyết định. Một buổi tối 60 vạn. Đắt như thế. Tần lãng giật mình hồ nghi một tiếng. Quản lý đại sảnh liền vội mở miệng giải thích, khách quý, chúng ta lầu năm khu nghỉ ngơi dùng. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong, mấu chốt nhất giảm giá hai chữ đều không nói ra miệng, liền nghe được tần lãng tiếp tục nói. Đừng nói nhiều như vậy, ta không có hứng thú nghe, trước bao một tháng đi, các ngươi là muốn chi phiếu vẫn là tiền mặt. Chi phiếu ta hiện tại thì có thể cho ngươi, tiền mặt có thể muốn chờ thời gian một chút lâu một chút, cần ngân hàng bên kia điểm tốt, lại phái xe áp đưa tới. Soạt. Một câu, trực tiếp để những cái kia trong hành lang phục vụ viên cùng kỹ thuật viên toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đều coi là tầng lãng là thổ hào, nhưng bây giờ các nàng mới biết được, thế này sao lại là cái gì thổ hào? Rõ ràng cũng là thần hào a. À. Tiêu tiền như nước. Sau đó mọi người ở đây rung động dưới ánh mắt, tần lãng móc ra tờ chi phiếu xoát xoát viết một đống kéo trang kế tiếp giao cho quân tử nơi này là hai nghìn vạn ngươi mang theo trương giám đốc đi lấy tiền còn lại hai trăm vạn ngươi nhìn lấy xử lý cho các huynh đệ phát thêm tiền thưởng quân tử cầm trong tay chi phiếu cùng trương giám đốc đã mặt mày hớn hở đã lâu phải biết quân tử cùng trương giám đốc vốn là ái muội không rõ nhưng chậm chạp không có vào tay hôm nay thì không đồng dạng tần lãng đến bày đủ tư thế đồng thời hào ném ngàn vạn chỉ là cái này một khoản tính tiền tháng trích phần trăm trương giám đốc liền có thể cầm tới mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn đây là một cái cái gì khái niệm hoàn toàn cũng là một đêm trăm vạn phú ông a trương giám đốc tuổi tác tự nhiên không hy vọng xa vời cùng tần lãng có quá nhiều xoắn suýt nhưng là không trở ngại nàng cùng quân tử tiếp tục thông đồng đi xuống a chỉ cần có thể lưu lại tần lãng như thế một cái khách hàng lớn trương giám đốc đã liều mạng nhìn về phía quân tử con ngươi càng vũ mị lên làng thu thủy rõ ràng đưa mười mấy tên bảo tiêu từng cái đều đang chủ động chào đón tuổi trẻ kỹ thuật viên ông dưới đi vào thang máy đều không ngoại lệ bao quát quân tử ở bên trong một đám bảo tiêu nhìn về phía tần lãng trong ánh mắt đều mang nồng đậm cảm kích cùng trung thành thật sự cho rằng tần lãng có tiền không có chỗ xài rồi chạy đến nơi đây đến hào ném cái hai nghìn vạn trang bức làm người giàu có hắn còn không có ngốc như vậy gần nhất trong khoảng thời gian này nhất là quân tử bên ngoài những thứ này bảo tiêu không biết ngày đêm đang theo dõi giám thị sợ mảy may bỏ qua cái gì trọng đại tin tức tuy nhiên tiền lương không thấp nhưng công tác cường độ xác thực lớn đến đáng sợ sợ là đã sớm trong lòng có không thoải mái ngay tại lúc này, nhất định phải hảo hảo mà trấn an một chút. Trực tiếp trả thù lao. Vậy không được. Không phải mỗi người đều cùng quân tử một dạng, đều là trung tâm đáng khen. Tiền cho nhiều hơn, thường thường khai ra không phải là tuyệt đối trung thành, mà chính là tham lam. Cho nên đạo lý này, tần lãng vẫn hiểu. Dẫn bọn hắn đi ra đùa dẫn một chút, cho đủ mặt mũi, lại cho một số tiền thưởng, nữ nhân cùng tiền đều hưởng thụ, đây mới thật sự là nắm chắc bọn này bảo tiêu trung tâm. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, tần lãng biết, cái này tim chỉ liên sau màn lão bản là ai chương 37, cừu cửu nhi hiện thân. Tiên chỉ liên lầu năm, đế vương gian phòng. Chiếm diện tích vượt qua 150 bình, trang sức ấm áp lại xa hoa, căn bản cũng không giống như là hội sở bên trong gian phòng, phản trái ngược với là người nhà có tiền căn phòng. Còn đơn độc mang theo một cái suối nước nóng bể tắm. Tần Lãng trùng thăng tắm, nằm tại bên trên hồ tắm một cái chạm rỗng khu vực, thoải mái ngửa cái đầu, hưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh. Sau lưng, một tên mặt lấy sườn xám hoa nữ hài, chính ngồi chồng hổm ở phía sau, dùng mảnh khảnh tay nhỏ, đang giúp đỡ án lấy bả vai, rất ôm nhu, cũng rất dụng tâm. Trong bồn tắm cũng bồi tiếp hai vị dáng người mỹ lệ, tuổi tác ước chừng tại 18-19 tuổi tuổi trẻ tiểu cô nương, một trái một phải, đang giúp đỡ nắm bắt tầng lãng bả vai. Tầng thiếu gia, cái này cường độ có thể chứ? Nặng ta liền theo nhẹ một chút. Bên trái một tên hóa thành đồ trang sức trang nhã, mặc lấy màu hồng áo tắm nữ hài cười khanh khách hỏi. Tầng lãng híp mắt, ưu quá thay thảnh thơ nhẹ gật đầu, còn có thể, ta có thể ăn lực. Tầng thiếu gia, thật không nhìn ra đâu, ngươi xem ra gầy gò thật cao, không nghĩ tới dáng người tốt như vậy người có phải hay không thường xuyên đoán luyện a à? bên phải mặc lấy màu lam áo tắm nữ hài không cam lòng yếu thế đáp lời một bên định nọt một bên triển lãm chính mình ngạo nhân chỗ không có tần lãng thuận miệng đáp một câu như có thâm ý liếc qua liền thu hồi ánh mắt dáng người là có nhưng muốn nhìn với ai dựng lên so với người bình thường khẳng định dư như xài nhưng muốn là cùng bạch gia tỷ muội đặt ở cùng một chỗ cao thấp liền biết buổi tối cùng bạch tiểu vân trở về thời điểm không biết bị dẫn bóng đụng người đụng bao nhiêu lần đối với bên phải vị này màu trắng áo tắm đập vào đã có nhất định sức miễn dịch đồng dạng đều là dẫn bóng đụng người nữ hài bên này chính là không có bạch tiểu vân hung a à. tần thiếu gia ngài đem chân nâng lên thôi cánh tay đã giúp ngài ấn tốt chúng ta hai cái giúp ngươi ấn ấn chân thôi màu hồng áo tắm nữ hài nháy nháy mắt cười khanh khách nói tần lãng nghi ngờ mở to mắt hai bên các nhìn thoáng qua các ngươi hai cái đúng vậy a à, thế nào tần thiếu gia chẳng lẽ là chúng ta chỗ nào làm không tốt sao chúng ta sẽ cố gắng đổi ngài không muốn đổi người có được hay không? Bằng không chúng ta sẽ bị quản lý trừ tiền lương. Màu hồng áo tắm nữ hài nhất thời làm bộ đáng thương cầu khẩn. Màu trắng áo tắm nữ hài cũng là mí mắt có chút phát hồng, tần thiếu gia, ngươi không muốn đổi người có được hay không? Chúng ta có thể đổi, chỉ cần ngươi sách yêu cầu, chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Hai nữ hài nhi, Lê Hoa Đái Vũ, Vĩ Quốc Ba Ba, dường như thật giống như là gặp cái gì đại vĩ quốc đồng dạng. Thật là sợ hãi bị trừ tiền sao? Chỉ sợ không nhất định đi. Tại tim chỉ liên, vị khách nhân khiếu nại mới có thể trừ tiền đồng dạng nếu là có cái gì còn lại phục vụ bị phát hiện cũng giống vậy sẽ trừ tiền nếu là tần lãng kêu lên hai vị này nữ hài ra ngoài đùa giỡn một chút nói thí dụ như đi trong tân quán ở một đêm các nàng còn sẽ như vậy ủy quốc ba ba ở chỗ này giả bộ đáng thương sao chớ loạn tưởng thì các ngươi hai cái rất tốt làm gì muốn tự dưng đổi người tần lãng nhếch miệng lên một vệt ngoạn vị nụ cười màu hồng áo tắm nữ hài kìm nén miệng đúng điệu lầu bầu cái kia tần thiếu gia vừa mới biểu lộ là có ý gì a à? là ghét bỏ người ta ấn không tốt sao tần lãng lắc đầu đó cũng không phải chỉ là hoài nghi các ngươi không biết đếm a à. màu trắng áo tắm nữ hài hờn dỗi làm sao không biết đếm a à? tần lãng tà mị cười đây không phải còn thiếu một người sao a à nha tần thiếu gia ngươi thật là xấu tần thiếu gia ngươi thật đáng ghét nói thế nào những lời này a à? đây không phải khi dễ người sao hai vị áo tắm nữ hài đều là nhân cơ hội chui vào tần lãng trong ngực xấu hổ hờn dỗi hoắc khá lắm tần lãng cảm giác mình tựa như là một cái con mồi bị mấy cái bạch tuộc cho quấn chặt lấy. Mặc dù có chút khó chịu, không quá dễ chịu. Nhưng căn cứ nhất quán không chủ động, không cự tuyệt, không phụ trách tam đại nhân sinh tiêu chuẩn, để hắn cũng không đến mức đem nữ hài từ trong ngực đẩy ra đi. Treo chọc trong lúc đó, áo dài nữ hài cũng theo bể tắm bên ngoài đi đến, đều đám súng nhau tới tầng lãng bên người. Như thế tất cả đều vui vẻ cục diện, vốn phải là phía dưới xin trả phí quan nhìn. Nhưng nương theo lấy tư nhân suối nước nóng lối vào đi vào một người, bộ này cục diện liền bị đánh vỡ. Tiến đến nữ tử này, mặc lấy một bộ thiếp thân áo da màu đen, đem ngạo nhân tư thái cho sấn thắc phát huy vô cùng tinh tế sắc mặt nàng mang theo hơi hơi nụ cười trong mắt chỗ sâu nhưng lại có cực hạn lãnh đạm hững hờ đến gần đưa tới chen chúc tại tầng lãng bên người ba cái nữ hài địch ý ngươi là ai a à, đến nơi đây làm cái gì nơi này là đế vương gian phòng cửa đều đóng lại ngươi là vào bằng cách nào từ nơi nào trộn được thẻ phòng đắc tội tầng thiếu gia có tin hay không là chúng ta báo cảnh sát bắt ngươi ba cái nữ hài ngươi một câu ta một câu ngôn từ câu câu che chở tầng lãng áo da màu đen nữ tử khẽ không người ngồi tại bể tắm trên bậc thang một đầu như thác nước tóc dài khoác lên phía bên phải trên vai thơm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy tầng lãng tầng thiếu da thì cái này phẩm vị chơi mấy cái này nữ hài cũng có thể có như thế lớn hào hứng ngươi mắng ai đây màu hồng áo tắm nữ hài giữ dằn căm tức nhìn áo da màu đen nữ tử cười theo trên cổ tay cởi xuống một cái tay đồng hồ ném vào trong bể bơi cầm lấy cái đồng hồ này từ nơi này lăn ra ngoài thôi đi ngươi coi mình là ai vậy một cái tay đồng hồ liền muốn đánh ra người đồng hồ có thế đắt cỡ nào đừng quá đề cao bản thân ba cái nữ hài nhi đều là chen chúc tần lãng càng thân mật các nàng mặc dù không nói có thế cùng tần lãng bao lâu xa tiếp xúc nhưng chỉ cần hôm nay một buổi tối tần lãng tùy tiện lộ ra một chút đều đầy đủ các nàng ăn được đã nhiều năm nơi nào sẽ để ý một cái tay đồng hồ màu hồng áo tắm nữ hài cười khanh khách ngắm nhìn tần lãng cái này phá đồng hồ có thế đáng giá mấy đồng tiền a à? đúng không tần thiếu gia tần lãng rất có việc gật đầu các ngươi nói đương nhiên đúng một cái tết tết Philip mà thôi, tối đa cũng liền đáng giá cái 800 vạn, tính là gì tiền. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Một câu nói xong, bên cạnh ba cái nữ hài, toàn bộ đều là hướng về đồng hồ rơi xuống vị trí nhào tới, điên cùng bơi đi. Tại cướp đến tay đồng hồ về sau, càng là ngươi tranh giành ta đoạt, cuối cùng tại áo da màu đen nữ tử một cái đối xử lạnh nhạt dưới, ngoan ngoãn rời đi. Trong phòng tắm trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có tần lãng cùng áo da màu đen nữ tử hai người. Nàng nhìn qua tần lãng, cười nói, tần thiếu gia lớn như thế thủ bút thật là là thật có nhã hứng a đầu tiên là theo ta hắc long hội trong tay đem bạch tiểu vân cấp cứu đi đến tiếp sau càng là tại hắc long hội dưới cờ tim chỉ liên hội sở tiêu tiền như nước làm sao tần thiếu gia chẳng lẽ cảm thấy ta hắc long hội thật thì một chút cũng không làm gì được ngươi thanh âm mang cười ngôn ngữ băng lãnh tràn đầy sát khí áo da màu đen nữ tử không là người khác chính là hắc long hội hoa hồng đường đường chủ cừu cử cửu nhi chương 38, say không thể uống nữa tần lãng rất có việc gật đầu ta cũng cảm thấy mình làm có chút quá mức, liền cái bắt chuyện đều không có đánh, không phải sao, làm xong việc về sau, ta đều chủ động đưa tới cửa sao. Muốn không như vậy đi, cựu đừng chủ ngươi xem đó mà làm, chỉ cần ngươi có thể bất giận, chuyện gì đều tốt nói. Tốt. Cựu cử cửu nhi thật sâu nhìn thoáng qua tầng lãng, đứng dậy rời đi bể tắm. Chẳng được bao lâu, tầng lãng tắm rửa hoàn tất, đổi lại áo ngủ. Đi ra phòng tắm xem xét đã thấy một thân áo da màu đen cừu cử cửu nhi ngồi ở phòng khách trên ghế salon đối diện trên bàn trà trưng bày mấy bình phi thiên mao đài nàng tiện tay mời nói, bồi ta uống vài chén, nếu như đem ta uống ngã xuống, chuyện này như vậy bỏ qua, nếu như ngươi ngã xuống trước, ta muốn ngươi vô điều kiện đáp ứng ta một kiện yêu cầu. Tần lãng thân thủ, nàng thông qua video theo dõi được chứng kiến, quả quyết không phải hai ba cái hắc long hội kim bài tay chân có thể quật ngã. Bạch Tiểu Vân chuyện này, đã cấm, muốn vãn hồi đều không có khả năng. Nàng cừu cử cửu nhi không bao giờ làm chuyện có hại nếu là có thể đem tần lãng cao thủ như vậy cho trói chặt lại hoặc là để hắn huấn luyện hoa hồng đường thành viên chiến lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh đến mức xử lý tần lãng. Nàng còn thật tạm thời không có nghĩ qua, bất luận là hắc long hội, cũng hoặc là là giới kinh doanh, buôn bán chưa từng có cùng lợi ích gây khó dễ. Tần lãng sờ lên cầm, suy nghĩ trong chốc lát, uống rượu không phải ta cường hạn, nhưng là đều đáp ứng, tự nhiên là không thể từ chối. Phía sau, tim chỉ liên phục vụ viên đưa vào mấy cái đồ nhắm. Tần lãng cùng cừu cửu nhi, liền đối với uống. Cừu đường chủ quả nhiên lượng lớn A, uống hai lượng trắng, mặt không đỏ hơi thở không gấp, khiến người ta bội phục A. Tần lãng mang trên mặt có chút tử choáng, tán thưởng một tiếng, đồng thời nắm một cái đậu phộng ném vào trong mồm nhai nhai. Cựu Cửu Nhi trong lòng cười lạnh, tử lượng của nàng, liền xem như Hắc Long hội đám kia đại nam nhân cũng không sánh nổi, huống chi là cái này Tần Lãng. Thì uống một chén, sắc mặt đều đỏ lên, rõ ràng là thuộc về không thể uống tử loại hình, trong nội tâm nàng nắm chắc lớn hơn. Tần thiếu gia, ta mời ngươi một chén nữa, Bạch Tiểu Vân sự tình tuy nhiên ngươi ta ở giữa có mâu thuẫn, nhưng không thể không nói, Tần thiếu gia thân thủ xác thực khiến người ta thắng phục, đại trưởng phu làm như thế, một người giữ ải vạn người không thể qua. Ầm, một chén hai lượng rượu trắng một uống vào bụng tầng lãng sắc mặt càng mang tới mấy phần đỏ ửng nghỉ ngơi không có mất một lúc cựu cử cửu nhi lần nữa dơ ly lên tầng thiếu gia ngươi đừng chỉ nhìn lấy dùng bữa a à, ta mời ngươi một chén nữa còn có a à, trong nội tâm của ta có chút hiếu kỳ tầng thiếu gia là làm sao biết bạch tiểu vân bị cầm tù vị trí chẳng lẽ lại là ta hắc long hội nội bộ xuất hiện phản đồ tầng lãng toàn bộ mặt đều nín đỏ lên chống mặt đem một chén rượu cho cưỡng ép nuốt xuống phản đồ cái này ta không thể nói nhưng là thiên hải thành phố một chút tất cả tin tức lớn nhỏ ta nên cũng biết, ngươi có thể đem ta xem như một cái tình báo thương nhân. Có cái gì ngươi muốn biết tình báo, chỉ cần giá tiền phù hợp, ta cũng có thể bán cho ngươi, hiểu không? trách không được. Cựu cử cửu nhi chấn động trong lòng, càng coi trọng lên trước mặt nam nhân này. Xem ra tầng lãng năng lực, sợ là không chỉ có giới hạn trong cái kia thực lực cường đại, vẫn còn có, dấu dến rất sâu a. À? Dạng này một cái thần bí khó lường nam nhân, cựu cử cửu nhi càng như muốn lôi kéo đến bên cạnh mình. Trên bàn rượu không thù người, huống chi cựu cử cửu nhi cố ý đang nói nhảm, giữa hai người phản phất như là quen biết bằng hữu đồng dạng gặp Tần lãng im miệng không nói cựu cử cửu nhi lại bưng chén rượu lên Tần thiếu gia ta mời ngươi một chén nữa ta cựu cử cửu nhi đời này lớn nhất khâm phục cũng là ngươi loại này đại trượng phu thân thủ của ngươi sợ là liền hắc long hội kim bài tay chân gặp đều phải tam bái hạ phong nếu là Tần thiếu gia đồng ý giúp đỡ điều giáo điều giáo ta hoa hồng đường thành viên vậy cũng tốt không được không được ta không thể uống nữa đã say Tần lãng mơ mơ màng màng thỉnh thoảng muốn nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi một hồi cựu cử cửu nhi tâm lý cười lạnh lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào nha một bình rượu đều không có uống xong đâu tầng thiếu gia đường đường nam tử hán chẳng lẽ sợ ta một cái cô gái yếu đuối vừa đấm vừa xoa mời rượu cao thủ tầng lãng chóp cha chóp chết miệng cắn răng bưng chén rượu lên uống mấy miệng mới đưa một chén này cho nuốt xuống cái bụng tốt sảng khoái cừu cửu nhi sau đó cũng theo đem một chén rượu uống cạn tầng thiếu gia còn có thể uống sao ta mời ngươi một chén nữa không được nôn muốn nôn tần thiếu gia một chén này ta uống trước rồi nói Thật không được a. À. Tần thiếu gia, muốn không chỉ uống đến đây a. À. Ta nhìn ngươi đã muốn không được. Không được. Nói bậy, nam nhân tuyệt không thể tại trước mặt nữ nhân nói mình không được, ta vẫn còn. Ta có chút say. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào nha. Lại uống một chén, uống cái này ly, cừu đường chủ yêu cầu của ngươi ta đều đáp ứng, cái gì, đều, giáo hoa hồng đường, làm cho ngươi tay chân đều không có vấn đề. Đổi cái ly, cái này cái ly quá nhỏ, được rồi, phiền phức. Trực tiếp cầm bình thổi. Tần thiếu gia. Ta tại sao ta cảm giác chính mình nằm ở trên giường? Chớ nói nhảm, ngươi đây không phải ngồi ở trên ghế salon sao? Tần thiếu gia, có phải hay không có đồ vật gì đè ép ta? Nơi đó có sự tình. Quần áo ngươi đều bị loại rượu làm bẩn, cừu đường chủ ngươi cái này không được a, à, uống cái tửu còn nuôi cá, ta giúp ngươi đổi đi. Một cái mỹ diệu ban đêm, vượt qua cực kỳ chậm chạp. Hôm sau, sáng sớm vệt ánh nắng đầu tiên vẫy vào đế vương phòng khách rơi xuống đất đại pha lê phía trên, chiếu rọi tại xốc xếp tròn giường trên đệm chăn. Hoa hồng đường một nữ tử thành viên đẩy cửa vào, nhìn quanh một vòng đế vương trong gian phòng bừa bộn trong lòng có chút hốt hoảng đi tới phòng ngủ nhìn lấy nằm tại bên dưới chăn đại tiểu thư cùng cái kia tùy ý vứt trên mặt đất áo da màu đen không khỏi trong lòng căng thẳng đại tiểu thư thanh âm cô gái bên trong lộ ra bối rối ngươi không có cái gì trông thấy hiểu không cựu cửu nhi thanh âm băng lãnh trên thân che kín chăn mình tựa ở đầu giường ánh mắt có có chút mờ mịt nữ tử liền vội vàng gật đầu đại tiểu thư tần thiếu gia hắn hắn mời vừa rời đi tiêm chỉ liên cùng đám kia bọn bảo tiêu cùng nhau rời đi tần lãng hồi tưởng lại tối hôm qua phát sinh hết thảy cựu cử cửu nhi trong lòng xấu hổ giận dữ giống như là núi lửa phun trào hiện lên đi ra đáng chết tần lãng tên khốn kiếp đồ hỗn trướng vậy mà cố ý giả bộ như không thể uống tửu đi lừa bịp nàng để cho nàng lơ là bất cẩn trên đời này tại sao có thể có vô sĩ như vậy nam nhân nàng muốn chẳng qua là sử dụng tần lãng giá trị trợ giúp nàng gia tăng hoa hồng đường chiến lực có thể tần lãng gia hỏa này ngược lại tốt vậy mà thừa dịp say rượu cứ thế mà mời nàng ăn sáu đồng tiền ma lạc thang rõ ràng tâm phúc đang ở trước mắt cựu cử cửu nhi lại là không làm cho nàng giúp đỡ cho dù là để cho nàng đem đệm giường cho lấy đi đều không thể mở miệng nếu như lại cho nàng một cơ hội làm lại sau cùng tần lãng mở miệng nói đúng bình thổi thời điểm nàng quả quyết sẽ không tin vào gia hỏa này hồ ngôn loạn ngữ chuyển tay liền sẽ đem rượu bình hướng về trên đầu của hắn đập tới súc sinh súc sinh a loại này biệt khuất thể nghiệm đối với cựu cử cửu nhi mà nói không thể nghi ngờ là là nhất kích trí mệnh đem nàng tất cả kiêu ngạo đều cho đánh nát thành một đống bột miệng phẫn nộ trong lòng không lời nào có thể diễn tả được ước gì đem tầng lãng cái kia gia hỏa cho nhấn tại trên mặt đất bạo chú y một trận, đánh xong còn phải lại tại trên đầu của hắn mặt dẫm mấy cước, đều không thể cho hả giận. Chương 39, Đại Thu Hoạch Đường chủ, hội trưởng có lời muốn cùng ngài nói. Hoa hồng đường nữ tử lấy ra điện thoại di động, trong đầu lại là cười khổ không chịu nổi. Đại tiểu thư cùng hội trưởng, thường hay bất hòa, đừng nói là chạm mặt, ngay cả điện thoại phương thức liên lạc, đều đã kéo đen. Lại ngày hôm nay hội trưởng muốn tìm đại tiểu thư, để cho nàng tự mình đến gọi điện thoại. Nàng đến cùng là đã làm sai điều gì nha, tiêu rồi đến dạng này báo ứng, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Tuy nhiên trong lòng phàn nàng, nhưng nàng không thể không một mực cung kính tiến lên, nâng điện thoại di động. Cựu cửu, cửu nhi nơi nào có tâm tình tiếp điện thoại. liếc mắt, liền nói ta đang bận, không rảnh. Nữ tử cười khổ, hội trưởng nói, muốn là đại tiểu thư ngài không chịu tiếp điện thoại, hắn thì muốn đích thân tìm đến ngài. Điên rồi đi. Hiện tại tìm đến nàng. Muốn là ngay sau đó sự tình bị phát hiện, cái kia nàng chẳng phải là xong đời nếu để cho phụ thân biết nàng bị tần lãng cho trà đạp, sợ là căn bản cũng không cần lại xem mắt, trực tiếp liền đem nàng cưỡng ép cả cho một người nam nhân. Tâm lý kìm nén lửa giận khí tình huống dưới, Cừu Cửu Nhi nhận lấy điện thoại, cho bên kia bấm, tức giận, vừa sáng sớm, còn có để cho người ta ngủ hay không? Có việc liền nói, có rắm mau thả. Một đầu khác truyền đến nam tử thanh âm trầm ổn, có người như thế cùng phụ thân nói chuyện sao? Cừu Cửu Nhi, thích có nghe hay không, không nói ta liền ăn tỏi rồi. Cừu Long lạnh hừ một tiếng, tối hôm qua tại theo điểm phát sinh sự tình ta đã biết được tin tức bạch gia chuyện bên kia ngươi cũng không cần lại nhúng vào còn có tần lãng đem người cứu đi coi như xong ngươi không muốn lại đi tìm hắn gây phiền phức cái gì không đi tìm tần lãng phiền phức cựu cử cửu nhi lửa giận trong lòng lần nữa dâng trào lên điều đó không có khả năng tại ta địa bàn phía trên đem người cứu đi chẳng khác nào là đánh mặt của ta ngươi không biết xấu hổ ta cựu cử cửu nhi muốn chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy nàng không biết luôn luôn không xen vào việc của người khác phụ thân tại sao lại tại tầng lãng trong chuyện này cố ý căn dặn chính mình nhưng duy nhất có thể chắc chắn chính là sự kiện này tuyệt đối còn chưa xong bảy lần Mặt danh kỳ diệu được mời ăn ma lạc thang cổ này hỏa khí làm sao kìm nén đến xuống dưới cừu long thở dài có ít người không phải chúng ta có thể đắc tội lên tầng lãng địa vị rất lớn không nên đi trêu chọc hắn cừu cửu cử nhi cười ta còn làm cái gì đâu nguyên lai là hội trưởng đại nhân sợ hải a hắc long hội không phải thiên hải thành phố thế lực lớn nhất sao làm sao, liền một cái phú nhị đại cũng không dám đắc tội. Ngươi có phải hay không già? Muốn là đảm lượng cũng mất, dứt khoát liền đem hắc long hội giao cho ta được, đặt ở trên tay của ngươi, sớm muộn đến xuống dốc. Cừu long quát lớn, bất nói nhảm cho ta nhờ, chạy trở về đến xem mắt, muốn là lại không tìm đối tượng, đừng nói là hắc long hội, cũng là hoa hồng đường, lão tử đều cho ngươi thu hồi lại. Dựa vào cái gì? Hoa hồng đường là tâm huyết của ta, ngươi nếu là dám tại hoa hồng đường nội bộ nhúng tay, có tin ta hay không liều mạng với ngươi? Cừu cửu nhi nổi giận a nha lão già kia làm sao nói đâu cửu nhi cái gì tính tình ngươi không biết sao muốn là đem nàng ép làm ra cái gì việc ngốc nhìn ngươi làm sao bây giờ điện thoại di động cho ta ta tới nói đầu bên kia điện thoại cựu cử cửu nhi mẫu thân một trận quát lớn đem điện thoại tiếp nhận trong thanh âm mang theo ôn nhu cùng cưng chiều cửu nhi còn tại nghe sao là mẹ a à? đang nghe cựu cử cửu nhi lửa khí tiêu tán rất nhiều mới xuân nhã tận tình chậm rãi nói cửu nhi ngươi năm nay đều 26, tuổi tác không nhỏ a à, nữ hài tử khác giống ngươi lớn như vậy hài tử đều có hai cái kết quả ngươi đâu đến bây giờ liền cái đối tượng đều không có sao có thể để cha mẹ không nóng nảy a à? cửu nhi nghe mẹ một lời khuyên đừng ở bên ngoài mù hoảng du trở về đi mẹ gần nhất cho ngươi tìm kiếm một cái tốt đối tượng thân cao 1 m 8 vóc người trắng tinh lại là ở nước ngoài du học trở về cao tài sinh nghe đến nơi này cừu cửu nhi đau cả đầu lại thế nào nhanh chóng quyết đoán lại thế nào tại hoa hồng trong nội đường nhất ngôn cửu đỉnh nhưng tại đối mặt người nhà nhất là mặt đối mẫu thân đại nhân nghĩ linh tinh lúc nàng đều không có chút nào chống đỡ chi lực cắn răng nàng quật cường nói cao tài sinh thì không cần thiết ta đã có bạn trai thật sao thật hay giả cửu nhi ngươi cũng đừng lừa gạt mẹ a à. mới xuân nhã tại đầu bên kia điện thoại kích động như có như không còn truyền đến cừu long thanh âm hỏi một chút nam hài kia là ai các ngươi cũng nhận biết cũng là ngươi e ngại cái kia tần lãng cừu cửu nhi tâm lý cười lạnh cái này các ngươi hài lòng không có khả năng cừu long nhận lấy điện thoại tần lãng làm sao có thể theo ngươi thông đồng đến cùng một chỗ hắn cái gì gia đình bối cảnh chẳng lẽ hắn trong lòng mình không rõ ràng sao cừu cửu nhi nổi giận ngươi có ý tứ gì nói là ta không xứng với tần lãng cừu long gật đầu không xứng với là khẳng định không xứng với nhưng là ngươi đã nói như vậy khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói đến cùng xảy ra chuyện gì lạch cạch điện thoại cắt đứt không chuẩn xác mà nói là cừu cửu nhi ngay cả điện thoại đều cho rất bể cha và con gái ở giữa trò chuyện sập một bên khác Tần lãng rút treo vô tình đã về tới biệt thự, đồng thời mở ra hệ thống nhắc nhở. Đinh nội dung cốt truyện phát sinh cải biến, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị hai nghìn. Đinh ký chủ cầm xuống nữ chính cựu cử cửu nhi, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị năm nghìn không một nghìn sáu. Yên lặng tra xét tới sổ thiên mệnh phản phái giá trị, Tần lãng trong lòng chấn động mãnh liệt, khá lắm, cấm xuống một cái nữ chính, trực tiếp thiên mệnh phản phái giá trị năm mươi nghìn, mà lại đến tiếp sau cái kia sáu, chẳng phải là nói đến tiếp sau còn có thể tiếp tục sinh sản phản phái giá trị. Có thể kéo dài phát triển A đây là phát tài A. Thu hoạch đại lượng thiên mệnh phản phái giá trị, tần lãng trước tiên theo thương thành bên trong mua một điểm mị lực, còn lại cũng không vận dụng, dự định tích lũy nhiều, chờ thể chất thăng cấp hoàn thành, cùng nhau cầm lấy đi tăng lên thể chất. Nhân vật, tần lãng. Tuổi tác, 25. Thể chất, 100, thăng cấp bên trong. Mị lực, 99. Thiên mệnh phản phái giá trị, 42.500. Kỹ năng, thân hòa LV8, quần thể thân hòa độ 80, cao cấp đàn piano kỹ xảo, cao cấp trà nghệ, cao cấp thư pháp. Thương thành đang trong quá trình mở ra. Rút thưởng trung tâm đang trong quá trình mở ra, mỗi lần rút thưởng tiêu hao thiên mệnh phản phái giá trị 100. Hệ thống ba lô, bà chủ nhà chân dung một bản, gió mát rút giấy một, bạch tỷ chân dung một bản, chạy bằng điện gậy đấm bóp một. Tuy nói chỉ là tăng lên một điểm mị lực, nhưng điều kiện tiên quyết là tại 98 trên cơ sở, tầng lãng cảm giác mình cả người, toàn thân trên dưới đều đang tiếp thụ một cổ mắt lạnh chi ý tại tẩy lễ đồng dạng. Quân tử đi tới, nhìn thấy Tần Lãng trong tích tắc, có có chút hoảng hốt, ngay sau đó thì khôi phục lại, thiếu gia, ngươi hô ta có việc. Tần Lãng ngón tay gõ nhẹ góc bàn, khóe miệng ngậm lấy cười, tối hôm qua chơi đến thế nào? Tới tay không? Quân tử xoa xoa tay trưởng, cười hắc hắc nói, tới tay, hắc hắc, thiếu gia may mắn mà có ngài, bằng không còn không biết muốn bị câu tới khi nào đâu. Thật đừng nói, Trương giám đốc thật là tuyệt diệu. Đối thiếu gia, ngài tại tim chỉ liên tính tiền tháng, chúng ta cũng không có khả năng liên tục một tháng đều đi qua, ta đã cùng Trương giám đốc đã nói chúng ta tùy thời đều có thể đi qua, chỉ cần đặt bao hết số lần vượt qua 31 là được. Tần lãng khoát tay, những chuyện này chính ngươi đi làm là được, không cần từng cái cùng ta báo cáo. Chơi đều chơi, chuyện nên làm vẫn là phải làm, ta chỗ này có mấy cái hắc long hội cứ điểm, ngươi mang người đi cho bưng. Chương 40, vì tốt cho ngươi. Trong 3 ngày kế tiếp, quân tử dẫn người, mỗi ngày một cái, liên tục diệt đi hắc long hội ba cái cứ điểm, không nói trước bị đánh ngã chỉ có thể nằm đám kia hắc long hội thành viên, chỉ là bị bắt vào nhân số, liền đã vượt qua 30 mà lại căn cứ chịu tội phán định, từng cái ít nhất phải ở bên trong đợi đêm 10 năm gần đây cái chủng loại kia. Loại đã kích này, không khác nào là để Hắc Long hội tự đoạn một tay. Cửu Cửu Nhi vốn là cường thế, tao ngộ loại này vô căn tai họa tác động đến, chỗ nào nguyện ý chịu đựng nửa điểm. Trực tiếp tìm tới cửa. Đông. Cửa lớn bị đá văng. Cửu Cửu Nhi đi theo phía sau mười mấy tên Hắc Long hội tay chân, từng cái lưng hùng vai gấu, ánh mắt không tốt. Đây đều là Hắc Long hội chân chính tinh nhuệ, là theo núi đao biển lửa bên trong lội qua tới, cái nào trên thân không có mấy đầu dọa người vết rẹo, chỉ là cổ khí thế kia, liền có thể đem người bình thường dọa cho đổ. Cũng chính là Tô Tiểu Tiểu gần nhất trong khoảng thời gian này vội vàng đi cô nhi viện bên kia không ở nhà, bằng không thấy cảnh này, sợ là phải bị dọa cho phát sợ. Động can qua lớn như vậy chuyện gì xảy ra a? À? Tới liền đến, còn mang nhiều người như vậy bảo hộ ta, làm đến ta cũng không quá tốt ý tứ. Tần Lãng cười ha hả, đối với đổi một thân màu đen váy dài ăn mặc cừu cửu nhi vẫy vẫy tay, đừng ở bên ngoài thất thần, tiến đến uống chén rượu. Tần Lãng cựu cửu nhi thanh âm băng lãnh ngươi không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ hôm nay tới tìm ngươi là chuyện gì ngươi chẳng lẽ mình tâm lý không rõ ràng sao thì bằng chúng ta hai cái quan hệ có cần phải như thế lạnh nhạt sao tần lãng tức giận trợn nhìn nhìn liếc một chút ngươi mang đám người này cũng không cần phải tiến đến đều ở bên ngoài chờ lấy đi không uống rượu cũng được uống chén trà đi đại tiểu thư một đám bảo tiêu đều là lớn tiếng hô một câu nhìn về phía tần lãng ánh mắt tràn đầy không tốt cựu cửu nhi nhíu mày khoát tay áo các ngươi ở bên ngoài chờ lấy có chuyện gì ta sẽ gọi các ngươi nàng theo tần lãng lên lầu 2, đi tới không màn danh lợi phòng trà tần lãng tự mình động thủ tẩy trà qua nước pha trà trà nghệ 12 đạo từng đạo tinh diệu tuyệt luân nương theo lấy lượng lời trầm hương lại phối hợp một chiếc vừa mới pha tốt vũ tiền long tỉnh cái kia không màn danh lợi mùi thơm để cựu cửu nhi tràn đầy hỏa khí lồng ngực không khỏi dần dần lắng xuống nàng nhìn qua đối diện một mặt không màn danh lợi phẩm trà tần lãng trong lòng biệt khuất nhất thời đem cái kia phần yên tĩnh áp chế xuống thua thiệt là nàng kết quả nàng đều còn không có trả thù liền bị tần lãng cho trả đũa cái này ủy khuất, nàng làm sao nguyện ý nuốt vào? tức giận âm thanh lạnh lùng nói, tần lãng, ngươi có phải hay không quá phận? chuyện đêm đó ta đều còn không có tìm ngươi tính sổ sách, kết quả ngươi người vậy mà đi đập ta hát long hội tràn tử. liên tục ba ngày, đập ta hát long hội ba cái tràn tử. làm sao? ngươi là dự định cùng ta hát long hội khai chiến sao? tần lãng đem cái ly để xuống, khóe miệng ngậm lấy cười, cùng hát long hội khai chiến không có hứng thú, nhưng theo ngươi khai chiến cũng không phải không được. trận chiến này không phải kia chiến. tuy nhiên ba ngày trôi qua nhưng nhìn đến tần lãng lần này mang theo trọn đùa thần sắc cựu cử cửu nhi dường như hồi tưởng lại hôm đó sáng sớm kéo nứt cảm giác nàng trong lòng nổi lên tự dưng chi hỏa nâng chung trà lên liền muốn dội đi qua cũng là bị tần lãng đưa tay đánh gãy đừng vội nổi giận a à, ta làm những chuyện này cũng là vì tốt cho ngươi vì ta vì ta muốn hủy diệt hắc long hội cựu cử cửu nhi bị chọc phát cười châm chọc khiêu khích lên ngươi ngược lại là biên cái lý do cho ta nghe nghe tần lãng tắt lưỡi cảm thán nói đừng nói cho ta Ngươi đến bây giờ còn không biết ba cái kia bị diệt đi cứ điểm bên trong làm lấy cái gì hoạt động. Cứ điểm bên trong sữa bột, cùng chúng ta hát long hội không có quan hệ. Cựu cửu nhi đôi mắt đẹp cứng lại, cả người đều nghiêm túc. Lần này cứ điểm bị diệt đi, đến tiếp sau tức thì bị bắt đi vào vượt qua 30 người, cũng là bởi vì cái này ba cái cứ điểm bên trong, xen lẫn sữa bột sinh ý. Hắc Long hội mặc dù là lăn lộn dưới lòng đất, nhưng là phương diện này sinh ý, Cừu Long từng có căn dặn, kiên quyết sẽ không dây vào. Bây giờ, cũng là bị ra được có phương diện này giao dịch, không thể không khiến Cừu Cửu Nhi coi trọng tần lãng nhấp một miếng trà cùng ngươi đương nhiên không có quan hệ thế nhưng là cùng hắc long hội lại có không thể giải vây quan hệ dù sao cũng là tại các ngươi cứ điểm bên trong ra được cừu cửu nhi mi đầu nhíu chặt cắn cái kia đỏ nhuận khóe miệng lâm vào trầm tư ngươi nói là sữa bột là phụ thân ta bí mật làm phúc liền xem như tần lãng cũng nhịn không được một miệng nước trà đụng phải đối diện cừu cửu nhi trên mặt hắn vội vàng tiến lên cầm lấy một tấm vải tại nàng cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lau đồng thời còn đặt ở lồng ngực của nàng trước dính một hồi đem một mảnh trắng dính phía trên nước động cho lau sạch. Hắn hoảng hốt nói, cựu tiên sinh là ai, ngươi cái này làm nữ nhi chẳng lẽ tâm lý không rõ ràng sao? Cùng hắn cũng không có quan hệ. Cái này vốn là là một cái bom, nếu là đám kia sửa bột chồng chất quá nhiều, hoặc là một khi bán bán đi, vậy các ngươi hắc long hội liền xem như bùng rơi đũng quần, không phải cứt cũng là phân, nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Tại bom bị dẫn bạo trước đó, ta giúp ngươi hàng trừ đi nhiều nhất sẽ bị cho rằng là cái kia mười mấy cái cùng sữa bột có quan hệ gia hỏa có nghiện, cái này chẳng lẽ không là vì tốt cho ngươi. Cựu cửu nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy ngược lại là có mấy phần đạo lý, Tần Lãng liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng sớm nhiều ngày như vậy cùng bọn hắn Hắc Long hội mấy chục người có tiếp xúc. Ý của ngươi là Hắc Long hội bên trong có phản đồ? Cừu Cửu Nhi chất vấn, đồng thời lấy tay sờ sờ gò má, vê hạ một mảnh lá trà, lại xem xét lại lúc trước bị dùng để xoa mặt nàng bố bị tùy ý nhét vào bàn trà bên cạnh, nhất thời yêu kiều nói: "Ngươi vừa mới cầm là khăn lau, dùng tới giúp ta lau mặt." Tần Lãng lắc đầu, cái này không trọng yếu, trọng yếu là hoàn toàn chính xác có người động cái kia hắc long hội ý nghĩ không phải sao lần này chính là một cái báo động trước có thể hắc long hội bên trong bom hẹn giờ cũng không chỉ cái này một cái ta ghét nhất cũng là phản đồ vô luận là ai dám can đảm phản bội hắc long hội ta muốn để hắn nỗ lực không cách nào gánh chịu đại giới cừu cửu nhi cắn răng ngươi không phải tình báo thương nhân sao nói cho ta biết hắc long hội bên trong còn có nào phản đồ gặp tần lãng không nói lời nào ngươi muốn bao nhiêu trả thù lao ta cho ngươi chính là lòng tham không đáy gia hỏa tần lãng gật đầu theo bên cạnh một cái trong ngăn kéo nhỏ lấy ra một bộ trắng như tuyết trang phục nữ bột cơ hồ cũng là mấy khối tấm vải trừ cái đó ra tại trong ngăn kéo nhỏ còn có đại lượng y phục tỉ như cái gì thỏ cô nàng cảnh hoa y tá nữ tiếp viên hàng không thậm chí là tiểu ác ma hắn đem trang phục nữ bột ôm đi ra cười nhẹ nhàng nhìn về phía đối diện dáng người bốc lửa cừu cửu nhi ý tứ không cần nói cũng biết không có khả năng tần lãng ngươi không nên quá đem mình làm một chuyện ta cừu cửu nhi lại thế nào phẫn nộ cũng quả quyết sẽ không đem chính mình làm thành trả thù lao hôm nay liền xem như không có ngươi ta như cũ cũng có thể tìm tới phản đồ là ai